Em gái xin kính chào toàn thể các anh chị, mình đang yêu hoa lan trên tất cả mọi miền tổ quốc nhé. Thì hôm nay nhà vườn em mới tiếp tục chia sẻ với tất cả toàn thể anh chị mình một số các dòng hoa lan như sau. Thì số điện thoại liên hệ như em là 0919536598. Các anh chị vô coi like thì nhớ cho em gái xin một nút like, một nút đăng ký kênh và một nút tương tác chia sẻ nhé tất cả các anh chị nhé. Thì hôm nay nhà em có này cuối tháng 8 này, hoàng nhạn này, hoàng nhạn, hồng nhạn, sơn thủy tiên. Cái gì nhỉ? Sơn thủy tiên, hài râu, à quên em xin lỗi, hài hài giáp, hài hồng, hài Henry, kiểu vuông độc bắc, giá hương tam bảo sắc, hoàng phi hạc, và tất cả một số các dòng khác nha. Thì không để mất thời gian nhiều của tất cả các anh chị mình nữa, thì em gái xin lên đơn hàng nha tất cả các anh chị nhé. Các anh chị thắc mắc những điều kiện gì thì cứ alo trực tiếp cho em gái qua số điện thoại em đã ghim trên bài nhé. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị mình. Thì em sẽ lên đơn hàng đầu tiên nha tất cả các anh chị nhé. Đầu tiên thì em gái xin lên cho tất cả các anh chị mình một cái đơn thiều vuông độc bắc đang có nụ nha tất cả các anh chị ơi. Năm nay là do khí hậu nha tất cả các anh chị nhé. Do khí hậu nên là tất cả các dòng nhiều khi nó nở muộn nhé. Cái này là nhiều bác cứ nghĩ là nó không phải kiểu vuông độc bắc nhưng mà thật sự là rất là chuẩn nha tất cả các anh chị này. Đây ạ. Đây ba thân này đều đang nụ này, 1 này, 2 3 này. Đây đang có một vòi đang sưng này. Hiện tại là cái chậu này đang có 4 vòi hoa. Em chia sẻ mở hàng đầu like cho chậu này với giá là 90.000 nhá. 90.000 cho một chậu kiều vuông độc bắc. Cái hàng này là chuẩn rừng 100% nha tất cả các anh chị nhá. Riêng cái dòng kiều vuông độc bắc là hoa trắng họng vàng nha tất cả các anh chị nhá. Đó, tiếp theo em gái xin lên một cái dòng khác cho toàn thể các anh chị mình siêu tầm là một giò giá hương tam bảo sắc nha. Đây các anh chị ơi, giáng hương tam bảo sắc hiện tại đang rất là nhiều vòi hoa luôn nhé tất cả các anh chị nhé. Đang rất là nhiều vòi bông như thế này ạ. Hiện tại giò này là nó đang có 1 này, 2, 3, 4, 5 5 vòi hoa nhé tất cả các anh chị ơi. 5 vòi hoa rất là đẹp luôn các anh chị này. Cái giò này mà giờ về nó khoe sắc thì rất là xinh luôn nha tất cả các anh chị nhé. Vòi bông của nó thì rất là cưng luôn. Đó, em sẽ lên 2 mã cho toàn thể các anh chị mình lựa chọn nhé. Cái này là mã số 1, giá hương tam màu sắc. Em chia sẻ với giá là 200.000. 200.000 nha tất cả các anh chị nhé. 200.000 cho một giò giá hương tam màu sắc. Rất là nhiều vòi hoa nha. Đó, tiếp theo em lên một cái mã khác tiếp theo là cũng là giá hương tam màu sắc. Cái này thì nó có mặt hoa luôn này các anh chị này. Cái này thì nó có mặt bông luôn cho tất cả các anh chị mình tham khảo luôn nha. Đây các anh chị ơi, đây nha. Trời ơi, mặt bông rất là cưng luôn các bác ơi. Mặt bông đẹp lắm luôn ấy. Hoa giáng hương tam màu sắc thì nó rất là thơm nha tất cả các anh chị nhé. Đây các bác ơi, giáng hương tam màu sắc thì nó rất là thơm luôn ạ. Do này em chia sẻ với giá là 190.000 nhé. 190.000. Đó, mỗi đơn hàng cộng giúp em gái là 30.000 tiền ship nha tất cả các anh chị ơi. Giáng hương tam màu sắc giòn thứ 2, 190.000. Rất là cưng luôn nha tất cả các anh chị nhé. Đó, tiếp theo gái xin lên cho tất cả các anh chị mình một cái dòng tiếp theo là long tu xuân nha. Long tu xuân. Đấy các anh chị ơi, đợi em một xíu em treo cái giò lên một chút nha. Đó, long tu xuân. Đó, em cứ để đây đi. Xíu em treo. Long tu xuân này, em chia sẻ với toàn thể các anh chị mình một bờ long tu xuân như thế này nha. Một bờ long tu xuân đang lên rất là đẹp như thế này. Em bán chia sẻ với toàn thể các bác nhà mình là 170.000 nhá. 170.000 cho một bờ long tu xuân rất là đẹp như thế này nha tất cả các anh chị nhá. Hàng này đến khi mà nó cho hoa tết đấy các anh chị, mà nó phải dài cỡ tầm 6-70 là bình thường nha tất cả các anh chị nhá. Đó, rất là dài, rất là đẹp luôn ạ. Long tu xuân thì các anh chị biết rồi, mặt hoa cực kỳ xinh luôn nha tất cả các anh chị nhá. Mặt hoa cực kỳ cưng luôn ạ. Rồi, tiếp theo em gái xin lên một cái đơn này là đơn kiều vàng nha tất cả các anh chị ơi. Kiều vàng. Kiều vàng hiện tại đang có nụ luôn các anh chị ơi. Đang bắt đầu sưng nụ nha. Đây, hai thân này đều đang sưng nụ này. Ba thân đều đang sưng nụ nha. Đó, và có một số em kiều mua tua. Chậu này em chia sẻ với giá là 200.000 nhé. Chậu này em chia sẻ với giá là 200.000 cho một cái chậu kiều vàng và kiều mua tua nha. Đó, rất là cưng luôn. Tiếp tục em gái xin lên cho tất cả các anh chị mình một cái dòng tiếp theo là hoàng thảo u nồi. Hoàng thảo u nồi nha tất cả các anh chị nhé. Chậu này em chia sẻ với tất cả các anh chị mình với giá là 200.000 nhé. 200.000 cho một chậu hoàng thảo u nồi. Đây các bác thấy không? Thân nó đang lên cực kỳ khỏe, mầm gốc đang lên này. Mầm gốc nó đang lên nhé. Đó, 200.000 cho hoàng thảo u nồi này. Đó. À, em xin mời toàn thể các bác nhà mình ngắm mặt hoa của dòng hoa lan hoàng thảo u nồi nhé. Riêng cái dòng hoàng thảo u nồi các anh chị, mặt bông của nó thật sự là hết sức là mili luôn các anh chị ơi. Đây các anh chị ơi, em xin kính mời tất cả các anh chị mình
Đây, mặt bông bao cưng bao đẹp luôn. Không đẹp, không xinh, không lấy tiền canh chịu mình nha. Đó, mỗi bác coi like, chốt đơn thì liên hệ cho em gái qua số điện thoại em ghim trên bài nha. Và nhớ coi hết video để được những cái dòng lan mà các anh chị mình yêu thương nha tất cả các anh chị nhé. Đây là mặt bông của dòng hoàng thảo Uno nha tất cả các anh chị ơi, rất là đẹp luôn ạ. Tiếp theo em gái xin lên cho tất cả các anh chị mình một cái chậu hài hồng nha. Ôi ôi các bác ơi, đang lở này các anh chị ơi, hài hồng này, bông rất là cưng luôn nha tất cả các anh chị nhé. Hai vòi nụ cây rất là bự luôn, hài hồng nhé. Chậu này em chia sẻ với toàn thể các anh chị mình với giá là 180.000 nhé. 180.000 cho một chậu hài hồng nhé tất cả các anh chị nhé. Thị trường người ta đang bán ra là 250.000 một chậu đấy các anh chị ạ. Nhưng mà hôm nay shop nhà em chi ân lên là bán rất là yêu thương cho tất cả các anh chị mình luôn. Rồi em lên một cái chậu này là hài Henry nha tất cả các anh chị ơi. Henry nhá, 250.000 một chậu hài Henry nha. 250k một chậu hài Henry, rất là đẹp luôn ạ. Và đây là một cái chậu tiếp theo là hài giáp nha. Hài giáp cũng đang có vòi hoa này các anh chị ơi, cũng là 230.000 một chậu thôi. 230.000 một chậu hài giáp nha. Đó, em xin mời toàn thể các anh chị mình xem mặt hoa của dòng hài giáp nha tất cả các anh chị nhé. Riêng tất cả các dòng hài đều có một mùi thơm nhẹ nha tất cả các anh chị nhé. Đều có một mùi thơm nhẹ luôn ạ. Đây các anh chị ơi, đây là mặt bông của hoa lan hài giáp này. Cưng lắm các bác ơi, hoa của nó là một hoa màu xanh nha tất cả các anh chị nhá. Đó, đây, chuẩn mặt hoa nha tất cả các anh chị ơi, chuẩn mặt hoa nhá. Đó. Tiếp theo em gái xin lên cho tất cả toàn thể các anh chị mình sưu tầm một cái dòng tiếp theo là hoa lan hải yến này. Hải yến nha. Hải yến hôm nay em chia sẻ với toàn thể các anh chị mình chậu này với giá là 230.000 nhá. 230.000 cho một chậu hoa lan hải yến rất là đẹp nha. Rất là cưng luôn các bác ơi. Rất là cưng luôn ạ. Riêng cái dòng hải yến thì các anh chị biết rồi, hoa của nó rất là dịu và rất là xinh luôn nhá. Hoa thì thường thường nó sẽ có hai màu, một màu tím và một màu xanh. Nhưng cái lan này của em là hoa của nó sẽ là màu hồng nhá. Màu hồng các anh chị ạ, có hai màu, màu hồng và màu xanh. Nhưng mà cái dòng này hàng ở Lâm Đồng thuần nên là nó chỉ có một màu hồng thôi nha tất cả các anh chị nhá. Rồi tiếp theo em gái xin lên cho tất cả các anh chị mình một cái dòng tiếp theo là hoàng phi hạt. Đó này em gái chia sẻ với toàn thể các anh chị mình là 230.000 nhá. 230.000 cho một giò hoàng phi hạt cực kỳ xinh như thế này nhé tất cả các anh chị nhé. Đó, những cái giá này là em bán cực kỳ chiên cho tất cả toàn thể các anh chị mình sưu tầm luôn các anh chị ạ. Riêng những cái dòng này các anh chị đi mua những shop khác không bao giờ có cái giá mà 230.000 đâu các anh chị ạ. Rồi tiếp tục em gái lên một cái dòng này tiếp theo là một cái dòng là hạt vị lá biên. Hạt vị lá biên nhá. Ôi cái mặt hoa của nó héo mất rồi các bác ơi. Hoa của nó là hoa màu hồng nha. Hạt vị lá biên, chậu này em bán với giá là 230.000 một chậu này nhá. 230.000 một chậu hạt vị lá biên. Mỗi đơn hàng cộng giúp em gái là 30.000 tiền ship nha tất cả các anh chị nhé. Đó, em lên cái mặt bông của dòng hoàng phi hạt hay còn gọi là hoàng lan đấy các anh chị ạ. Hay còn gọi là hoàng lan nha. Hoa là hoa cánh trắng họng vàng. Hoa cánh trắng họng vàng nha tất cả các anh chị nhé. Em xin mời tất cả các anh chị mình xem mặt bông của dòng hoàng phi hạt nha. Cánh trắng họng vàng. Cái dòng này có cả họng đen nhưng mà hiện tại bây giờ họng đen nó không có hàng đâu các bác ơi. Họng đen thì hiện tại nó ít hàng lắm nha. Đó, bao đẹp luôn. Cánh trắng họng vàng nha. Rồi tiếp tục em gái xin lên với toàn thể các anh chị mình một cái dòng tiếp theo là hoàng thảo u nồi. Hoàng thảo u nồi nhá. Một cái bảng này em gái chia sẻ là 230.000 thôi ạ. 230.000 cho một bảng hoàng thảo. Em xin lỗi, chúc Phật bà. Chúc Phật bà nha tất cả các anh chị nhá. 230.000 cho một bảng chúc Phật bà rất là đẹp luôn ạ. Rồi, em gái tiếp tục lên với toàn thể các bác nhà mình một cái dòng này là dòng chồn nha tất cả các anh chị nhá. Chồn này. Hiện tại những cái chậu này nó đang bắt đầu có nụ này các anh chị ơi, đang nụ nhá. Chậu này em chia sẻ với toàn thể các anh chị mình với giá là 250.000 nhá. 250.000 cho một chậu hoa lan chồn này nha tất cả các anh chị nhá. Đẹp không các bác ơi? Quá đẹp luôn chứ phải đẹp nữa. Đó, chồn đang có nụ nha. 250. Đó. Rồi tiếp theo em gái xin gửi đến toàn thể các bác nhà mình một cái dòng tiếp theo là dòng sóc này tất cả các anh chị ơi. Đó, sóc này. Lá rất là đẹp luôn. Cái này thì hiện tại là các bác cho một cái cây vô đây này các anh chị, cho để tí lấy em lẹp luôn. Rất là cưng luôn các anh chị ơi. Đây này các bác thấy không? Sóc nha. Chậu sóc này em gái chia sẻ với toàn thể các anh chị mình với giá là 160.000. 160.000 một chậu sóc nha. Đẹp lắm các bác ơi, cưng lắm. 160.000 nha. Về các anh chị mình cứ lẹp lên cho em là bởi vì cái lá này nó dài các anh chị, nên nó nặng quá nó ngả ra thôi chứ nó vẫn chơi ok nha. 160.000 một chậu sóc nha. Và cái dòng tiếp theo gái xin gửi đến toàn thể các bác nhà mình một cái dòng này là dòng năm cánh trắng hồng hồng mắt xước nha tất cả các anh chị nhé. Năm cánh trắng hồng hồng mắt xước.
năm cánh trắng họng hồng mắt xước nha toàn thể các anh chị ơi mình nhé. Rất là cưng luôn. Một chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng mắt xước. Hiện tại chậu này là 6 mầm. Em gái chia sẻ với giá là 260.000 một chậu này nhé. 260.000 một chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng mắt xước nha. Đẹp bao cưng luôn ạ. Bao cưng bao thơm luôn nhé. Em gái xin mời các toàn thể các anh chị mình ngắm mặt hoa của dòng hoa lan sóc nha tất cả các anh chị nhé. Đó, hoa lan sóc này. Đây các anh chị ơi. Đó, mỗi chị vô coi like nhớ cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh nha tất cả các anh chị nhé. Sóc trồn cáo gì nó hoa của nó cũng rất là giống nhau luôn các anh chị ơi. Đó, trồn thì hoa của nó sẽ màu nhạt hơn là sóc nha tất cả các anh chị nhé. Trồn thì hoa nó sẽ là mặt bông nhạt hơn. Em xin mời tất cả các anh chị mình xem mặt bông của dòng trồn luôn này. Đây, em kính mời tất cả các bác nhà mình xem mặt hoa của dòng trồn nha. Bông cực kỳ đẹp luôn. Và tiếp theo là mặt bông của dòng phi điệp 5 cánh trắng hồng hồng mắt xước nha. Đây các anh chị ơi, mặt bông rất là đẹp như này luôn ạ. Riêng cái dòng này thì các anh chị biết rồi, chơi hoa hết sức là mê ly luôn. Hoa phải gọi là bao thơm bao đẹp. Phi điệp 5 cánh trắng hồng hồng mắt xước nha. Đó. Và tiếp tục em gái xin gửi đến tất cả các anh chị mình một cái dòng tiếp theo là hoàng nhạn tháng 4 nha. Hoàng nhạn tháng 4 nha toàn thể các anh chị nhé. Nói chung là riêng cái nhạn tháng 4 hay tháng 8, nó chỉ là tháng 8 thì nó đậm hơn màu tháng 4 một chút xíu thôi các anh chị ạ. Tháng 8 thì đậm một tháng 4 một chút xíu thôi. Chậu này em bán với giá là 270.000 một chậu nhé. 270.000 một chậu hoàng nhạn tháng 4 ba thân. Chậu này hiện tại là chưa thấy hoa nha tất cả các anh chị ơi, chưa thấy hoa nhé. 270. Rất là đẹp luôn. Đây là mặt hoa của em nó này các anh chị ơi. Mặt hoa của dòng hoàng nhạn tháng 4 nha. Mê ly luôn nha tất cả các anh chị nhà mình nhé. Riêng nhạn bao thơm, bao đẹp. Hoàn hảo cho tất cả các anh chị mình sưu tầm nhé. 270.000 ạ. 270k một chậu hoàng nhạn tháng 4. Và cái mặt hàng tiếp theo em gái xin gửi đến toàn thể các bác nhà mình là một cái chậu trầm rừng. Đây các anh chị ơi, 120.000 nhá. 120.000 cho một chậu trầm rừng. Rất là mê ly luôn các bác ạ. Rất là mê ly luôn nhé. Và cái mặt hàng tiếp theo ai có nhu cầu sưu tầm kiều trắng nha tất cả các anh chị ơi. Kiều trắng có nghĩa là bông của nó là một màu trắng muốt luôn đấy các anh chị ạ. Trắng muốt tinh khôi luôn nhé. Đây ạ, em chia sẻ chậu này với giá là 500.000 nhé. 500.000 cho một chậu hoa lan kiều trắng nha các anh chị nhá. Kiều này kiều hàng rừng nha tất cả các bác nhà mình nhá. Kiều rừng, kiều trắng 500k. Cây này hiện tại là đang có 2 4 6 8 mầm. 8 mầm nhá. Ngày trước mà mua một chậu này với giá là 2 triệu đấy các anh chị ạ. 2 triệu còn hơn đó. Mà bây giờ rẻ quá trời rẻ luôn. Có mấy trăm ngàn chậu như vậy luôn. Đó, em xin mời toàn thể các bác nhà mình ngắm mắt hoa của dòng hoa lan kiều trắng này. Riêng cái dòng kiều trắng thì các anh chị mình yên tâm. Hoa của nó hết sức là mê ly luôn. Dòng này thì hoa của nó cũng có một mùi thơm hơi nhẹ thôi các anh ạ. Kiều trắng nó nhẹ, nó thơm hơn một xíu hơn kiều vuông nhé. Kiều vuông thì không có mùi đâu các bác ơi. Nhưng mà kiều trắng thì nó có một mùi hơi nhẹ 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 thơm thôi. Đó, đây các anh chị ơi, trắng muốt tinh khôi nhá. Rồi, tiếp tục em gái xin gửi đến toàn thể các anh chị mình một cái dòng tiếp theo là đuôi cáo nhá. Hoa lan đuôi cáo nha toàn thể các anh chị nhá. Đây ạ. Đuôi cáo nhé, em gái chia sẻ với toàn thể các bác nhà mình là 230.000 một chậu hoa lan đuôi cáo. Rất là đẹp luôn các anh chị ơi, chậu này hiện tại là chưa có nụ nhé. 230k, lá xếp rất là đẹp luôn ạ. Cáo thì hoa trời ơi, hoa mê ly luôn các bác ơi. Hoa cực kỳ hấp dẫn nha. Và cái mặt hàng cuối cùng em xin gửi toàn thể các anh chị mình là một cái dòng này là sơn thủy tiên. Chậu này em bán với giá là 160.000 nha tất cả các anh chị nha. 160k cho một chậu hoa lan sơn thủy tiên. Hoa vàng họng vàng nha, chứ không phải họng đen đâu toàn thể các anh chị nha. Đó. Rồi, vừa rồi em có lên một số các cái dòng hoa lan cho toàn thể các anh chị mình sưu tầm. Mỗi anh chị là mình sưu tầm mặt hàng nào thì cứ liên hệ cho em gái trực tiếp qua số điện thoại em đã ghi trên bài nha tất cả các anh chị nhé. Em gái xin kính chào toàn thể các anh chị mình. Chúc anh chị mình có một ngày mới vui vẻ. Hôm nay là phiên bản là ngày 13 tháng 5 2022 nhé. Em xin chào toàn thể các bác nhà mình ạ.